Thưa quý vị, theo nghiên cứu mới từ các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, gần 1,8 tỷ người trưởng thành có nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, đột quỵ, mất trí nhớ và gây căng thẳng, ức chế tinh thần nếu thiếu tập thể dục. Có lẽ vì điều này mà trong những năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ đã dần quan tâm hơn đến việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân bằng cách ăn uống điều độ, có lối sống lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể thao. Cứ 5 giờ chiều hàng ngày, Hồ Thành Công dường như trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhiều người dân thủ đô với những bộ môn luyện tập khác nhau như chạy bộ, đạp xe, aerobic, cầu lông đã tạo nên một không khí hăng say tập luyện tại đây. Bạn Lưu Việt Anh hiện đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội. Với lịch học và làm việc khá dày đặc nên mỗi khi có thời gian rảnh, Việt Anh lại tranh thủ rèn luyện sức khỏe. Là sinh viên ấy, thì việc sắp xếp thời gian các thứ thì mình cũng phải... các môn học ấy thì mình sẽ phải sắp xếp lịch học ở trường nữa, nên là vì buổi sáng nếu mà tôi không có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp vào tầm buổi chiều này thì có thời gian mình luyện tập sức khỏe một chút. Việc mình tập luyện, duy trì tập luyện như này thì sau lúc những giờ học thì tôi tập luyện này thì cũng là cách để nâng cao sức khỏe ấy. Thì như này thì việc tập luyện này thì tôi sẽ thấy mình cơ thể mình sau khi tập luyện, lúc tập luyện thì mệt nhưng sau khi tập luyện xong thì cơ thể sẽ thấy khỏe hơn. Anh Minh hiện đang là nhân viên văn phòng. Vì tính chất công việc phải ngồi làm việc trong một khoảng thời gian dài, nên anh thường xuyên tham gia các giải chạy marathon hay các câu lạc bộ thể thao khác trong thành phố để rèn luyện sức khỏe cho bản thân. Mình cũng hay chơi các môn thể dục thể thao ấy, thì ngoài cầu lông ra thì thỉnh thoảng mình cũng hay chạy bộ với lại bơi vào mùa hè. Mục đích thì chắc chắn là để khỏe thôi, để rèn luyện sức khỏe của mình, cũng như là để giải tỏa căng thẳng và stress trong cuộc sống ấy. Có thể nói trong tình hình thế giới bị ảnh hưởng bởi nhiều dịch bệnh, người trẻ ngày càng ý thức tập luyện để nâng cao sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch thông qua đa dạng các môn thể thao. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần cũng được người trẻ quan tâm, bởi con người chỉ thật sự khỏe mạnh khi khỏe về tâm lý, mạnh về thể chất.